mà giờ trong túi chỉ còn có 100 mấy. Ăn thì giờ ăn tối là hết, nó mất tiêu rồi. Không chứ tối thì không giỏi đâu, tối thì không có cơm. À gọi là tối là mình xin cơm đúng không? Xin kính chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đang đứng đi trên đường Trần Hưng Đạo đó các bạn. Thì mình gặp có một gia đình đang sống và ăn ngủ ngoài vỉa hè các bạn. Mình thấy xách đồ, xách đạc đi lang thang, rồi con cái cũng ở ngoài vỉa hè luôn các bạn. Có một người vợ và 2 người con. Và người chồng nữa là dọn đồ đang sống ngoài vỉa hè ở đây. Cho nên mình quay lại mình hỏi thăm xem là có giúp được gì cho gia đình hay không. Vậy là mình ra đây ở là gần 20 ngày rồi anh. Ở cái này giống kia. Ủa sao mà nhà trọ là người ta lấy lại hay sao anh? Em để em chú coi con. Giờ mướn phòng trọ mà ở, còn không là phải về quê chứ giờ ở vậy cũng nguy hiểm. Dạ, tôi lên tính bây giờ về tới rồi. Tại giờ tôi mua chưa có vé. Giờ nó chưa bán vé hả? Mình là quê ngoài Bình Định nhỉ anh? Rồi tối là mấy cả gia đình là ngủ ở ngoài đường luôn. Là ngủ, cứ các bạn chỗ nào ngủ chỗ đấy, đi ra ngoài đường gần 20 ngày nay rồi. Mình làm nghề gì anh? Dạ, cái này là do mình lõ đường lõ xá thôi chứ không phải là mình muốn như vậy đúng không? Tại em cũng xây sở dán sở thôi. Đông mà em con dưới ơi. Cái đứa em cái nội dưới không được. Đẹp, tôi thương em đâu. Cảm ơn. Em tính chia sẻ giúp đỡ cho anh chị sao, ví dụ như có khó khăn gì em giúp cho. Dạ. Không, em mình đừng nói không. Mang cả tụi em cảm ơn không, nhưng mà tụi em tại vì em dưới này họ biết không. Ủa nhưng mà sao mà dịch bệnh mà sao là người ta lấy nhà lại ra? Dịch bệnh mà người ta lấy nhà lấy cửa lại kỳ cục vậy? Mình không có tiền mua nhà, người ta lấy rồi. Ủa nhưng mà về giờ lấy tiền đâu mà về quê? Dạ. Giờ. Kiếm có giờ. Vài trăm ngàn nha. Nhá. Vài trăm ngàn về. Vài trăm ngàn từ đây về quê anh là bao nhiêu tiền? 300 mấy. Có 300 mấy là 2 vợ chồng hay cả đứa con luôn hay sao? Vé 300 mấy. À. Chưa có vé 150. À, ngày xưa là vé có 150 thôi. Còn bây giờ là nó 100 mấy 200. Ngày trước là tụi em đang đợi bán vé tụi em về. À vậy là đang đợi là giống kiểu là có xe bán vé xe là về. Vậy là do mình không có tiền lắm thì nhà trọ xong mà là người ta đuổi hay sao anh? Đuổi hay là mình tự đi? Tự đi luôn hả? À, do mình không có tiền đóng. Mình không có tiền đóng thì nhà trọ sao mình có tiền để mua vé xe để về? Thì nhà trọ chịu mấy rồi, mấy trăm ngàn giá nó không được chăng? À có nghĩa là trước đó là mình cũng còn một tí đúng không? Nhưng mà do mình không mà về mà mình không có tiền đóng đó, mình nghĩ là mình để dành tiền về cho mình dọn khỏi nhà trọ đúng không? Đúng anh, giờ mình không có gì làm với hai này nọ thì giờ không có việc gì làm cho nên là ra ngoài ở cho đó tốn tiền. Bữa tính tiền mà bữa nào tính tưởng về được. À. Để về nhà chưa bán vé rồi. À em hiểu rồi, có nghĩa là khi mà anh tính là trả nhà trọ để anh về quê. Rồi bắt đầu là anh mới trả nhà trọ luôn, anh đi ra bến xe để về thì người ta lại không có nhận nữa. Chưa bán vé. Chưa bán vé cho nên là người ta không có được về được đúng không? Rồi mình ở ngoài đây là gần 20 ngày nay rồi hả? 20 ngày hay 1 tháng? Khoảng 10 mấy 20 ngày. Tối là mấy vợ chồng là con cái là ngủ ở đây luôn. Tầm lắm này. Gọi là ba chỗ nào ngủ chỗ đó. Đúng rồi. À. Sao mình không mình có biết là khi nào là xe nó chạy không anh? Không biết, nghe nói vài ngày. Em gửi qua cho hỏi bài ở với xe Úc Chung nè. À. Xe Hồng Phong anh. Vậy là tới anh đi bộ ra Lê Hồng Phong anh hỏi khi nào có xe là anh về thôi đúng không? Rồi mà 2 vợ chồng mấy con cái là có tiền ăn cơm không? Lượm ve chai ấy hả? Có nghe lượm ve chai bán để lấy tiền ăn. À. Lượm cả vòng hoa người ta bỏ hả? có bữa đủ, có bữa thiếu, còn không xong. À, có nghĩa là bữa thì có ăn, bữa không có ăn, cũng gọi là cũng đâu cũng vào đấy đúng không? À. Có... nhiều đủ, nhiều thiếu anh. Thế là tôi mấy đứa nhỏ thì sao nó ngủ ngoài đường với tôi nó này. Cho biết nha, tự giá mấy ngày nữa. Ráng mấy ngày nữa hả? Mình từ Bình Định vô đây lâu chưa anh? À, Bình Thuận hả? Ninh Thuận. Có Ninh Thuận, từ đây về Ninh Thuận cũng gần mà. Ninh Thuận nằm khu nào ta? Ninh Thuận là nằm khu nào em biết Ninh Thuận á? Ninh Phước hả? Em ngày trước em tới ngay cái chỗ cái đèo, đèo cái gì, đèo sông pha cái gì, đèo đấy là qua nhà chị rồi đúng không? Qua nhà anh chị rồi. Bé này lớn rồi mà cũng uống sữa hả? Rồi mình tắm giặt ở đâu? Nhà thợ có mà mấy chỗ mà trong mấy chợ có. À, ở chợ cũng có. Tự nhiên đi trả nhà trọ xong bắt ra đường. Ninh Sơn, Ninh Thuận đấy đúng không? Ninh Sơn, Ninh Thuận đấy ạ. Cô. À. Đây là tối là trải chăn trải chiếu ra là mấy cả nhà ngủ ở dưới ngoài đường luôn, ngủ ngoài vỉa hè luôn. Dạ. Đấy, có cần em giúp cái gì không? Hả? Em giúp ít tiền là mua vé xe hay giúp ít tiền ăn cơm? Hả? Ví dụ anh cho thì em cảm ơn. À. Em. Rồi mình từ ở quê lên đây lâu chưa anh? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Đợt này dịch bệnh nên nhiều người xa cơ cũng hơi khó khăn đúng không? Đó anh làm xây dựng à? Tùm lum cũng có. Đó anh làm nghề gì? Tự do. Cũng có mà chung là có gì ra tiền làm. Gọi là làm nghề tự do đúng không? Còn chị làm nghề gì chị? Chứ buôn bán quần áo thì hốt hết rồi. Để vàng thì hốt hết rồi. Cái đâu vậy? À, vậy là ngày xưa là buôn bán quần áo nhưng mà do đẻ bé này ra cho bắt đầu là bị mất hết đồ à? Không mất mà giờ. Tức là em bán ngoài đường nè, đô thị hốt hả? Dạ. À. Đây, không? Chứ mày nói cũng gần xe cũng gần chạy rồi. Dạ. Giờ có đủ tiền mua vé xe không? Sao cười? Em hỏi thật đấy chứ. Sao có đủ tiền mua vé xe không? Có thì em giúp cho, ví dụ vậy. Rồi trưa rồi nhà mình ăn cơm chưa? Nay ăn món gì hả? Mua hay là xin? Mua hả? Bao nhiêu tiền phần này? 25.000 đó hả? Rồi sao bốn người mà có một hộp cơm vậy? 3 hộp. 3 hộp hả? À, ăn 2 hộp rồi. Một trai một gái à? Có nếp có tẻ vậy được rồi. 4 trai và 1 gái. 4 trai vậy còn 2 đứa nữa à? 2 đứa ở quê. Ô vậy là 5 đứa con. Anh chị thấy đang còn trẻ mà. Trẻ sao đẻ dữ vậy? 3 đứa đang ở quê. Con lớn chúng ta 17 tuổi, 18 tuổi rồi. À, vậy là con cũng lớn lắm rồi đúng không? Đang đi học ở quê, còn 2 đứa này theo ba mẹ vào trong đây để anh để trong đây. À. Đúng mà. Vậy là vào Sài Gòn mới đẻ thêm 2 đứa nữa. Nóng bức nhỉ. Không biết khi nào xe nó mới chạy đi. Mấy ngày anh ơi. Mấy ngày. Mới hỏi hôm qua. Mới hỏi hôm qua hả? Ở đây cũng có nè. À. Nhưng mà ở đây vé nó mắc. Vé xe ở đây nó xe cao cấp. Mình không có xe máy chứ, có xe máy mình chạy xe máy về cũng được đúng không? Chỉ có cách ly thôi. Hả? Cách ly thôi. Bữa giờ mình đi ô tô về nó cũng cách ly vậy. Đi là cái gì về cũng bị cách ly mà. Đúng rồi. Nhưng mà vài ngày nó nói vài ngày nó hết rồi. À. Cả nhà dọn ra ngoài vỉa hè ở. À, do mình tính không kỹ. Mình dự tính là ra trả nhà cái là ra bắt xe về luôn. Nhưng mà không ngờ là mắc kẹt ở đây, là ăn ngủ ngoài đây là gần mười mấy ngày nay rồi. Nó còn trẻ mà, 5 đứa con. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 37 tuổi, bằng tuổi em. 85 hả? Bằng tuổi em đó. Mà em mới 2 đứa bé bằng tầm này thôi. Còn anh là 5 đứa rồi. Ủa, lấy vợ lúc mười mấy tuổi à? Mười mấy tuổi lấy vợ? Khổ. Dịch bệnh đúng nhiều người khổ thật. Ủa, giờ công việc của anh là giờ bị không làm nữa hả? Không làm được nữa hả? Giờ anh thấy rồi, đâu phải mình riêng mình em mà thất nghiệp đâu. À đúng rồi, giờ thất nghiệp nhiều lắm chứ không phải là riêng mình ai đâu. Giờ người ta thất nghiệp đầy ngoài đường ấy. Thì dự tính về quê có vào nữa không hay là ở quê hẳn? Chứ giờ tôi cũng biết anh, giờ sẽ biết được anh. À. Giờ cứ tạm thời về dưới trước đi. Giờ cứ về quê để có cái chỗ tá túc rồi, cho chỗ mà không phải xe phải. Rồi xong mình mới tính không được. Dạ. Khi nào về ổn định cuộc sống, mà nếu mà Sài Gòn nó ổn định thì vào làm việc sau đó. Bây giờ ở đây nhà yêu mình em ở đây em bé trai cũng được 120, 130, 140. Thấy không? Vậy là mười mấy ngày nay là lượm bé trai để kiếm tiền mua cơm. Đúng không? Đúng rồi, cơm thiện khó. À. Không phải là cơm thiện ngày nào cũng có đâu anh. Dạ. Chiều mới có. Chơi sáng. Có. Bữa nay dịch cho nên là cơm từ thiện nó cũng ít lại, chứ còn nếu mà bình thường nó cũng nhiều lắm. Đúng rồi. Dạ. Mà biết có bữa nhiều, bữa ban chảo mà hỏng, có bữa không có. Bữa thì ăn người ta cho quá trời chảo, đúng không? Hỏng không dám lấy. À. Nhiều khi không lấy người ta nghĩ sao? Mình chê người ta buồn. Dạ. Căn bản là mình lấy rồi, mình lấy thêm mất công mình đâu ăn hết đâu, mình bỏ nó phí đúng không? Dạ. Nhưng mà công người ta nghĩ mình. Dạ, người ta lại bảo mình, người ta bảo mình chê. Mà người ta cho đồ quà nhiều á thì mình lấy rồi cho ít có hộp cơm rồi, bị chê cái lòng người ta. À. Ai vậy thôi nếu như giờ anh cho em cũng vậy, em không cầm nhận anh đừng buồn chứ. Dạ. Ai vậy đâu. Nhưng mà nói... Không, cái ví dụ như cái cơm á thì vì mình có rồi mình không muốn lấy nữa, bởi vì lấy nữa mình đâu ăn hết đâu. Mình bỏ nó lại phí. Vậy là cũng bữa có bữa không chứ không phải là ngày nào người ta cũng có để người ta cho. Giúp thì hẳn anh nha, ai không giúp ai không có tiền anh. Dạ. Nhưng mà như tụi em khổ cũng có khổ thiệt, anh hiểu không? Dạ. Kẹt thiệt nhưng mà nhà em cũng có chịu. Dạ. Cái đợt trước vậy, chứ đâu có gì cũng nói này nó nọ lắm. À. Gia đình bà già em có gia đình. Dạ dạ. Không biết rồi chứ dòng họ sĩ diện này nọ. Dạ dạ. Đâu phải là mình làm biếng đâu, mình chẳng qua là phải gì chứ tụi em ở dưới điện lên, ví dụ điện dưới rồi bị vậy nói chứ biết rồi nên, nhưng mà tụi em không có nói. Dạ. Nhưng mà gia đình có biết là mình ra không biết hả? Ý là sao báo về nhà gia đình sốt ruột. Lo bệnh hoạn này nọ. À. Giờ 2 đứa nhỏ này từ lúc sinh ra về quê lần nào chưa? À. Vậy là cũng có được về quê rồi. Là chưa có làm chứ bị đúng sẵn cớ gì chứ làm giấy khai sinh cho nó. À, chưa có giấy khai sinh luôn hả? Chưa. À, mọi giấy khai sinh này. À. Ủa, bóp rồi chị. À. Nằm dưới ạ. Ủa, 2 đứa nhỏ này nó về xe thì nó có mất tiền vé không? Không ạ. Chỉ có mất 2-3 mẹ thôi đúng không? Dạ. Chỉ thôi em mà tìm vé ăn uống xíu rồi về, ngay chợ mà về tới dưới. Bây về đến đấy chắc là nửa ngày vậy đúng không? Sáng chiều đến nơi rồi. 8 tiếng hả? Sáng chiều đến nơi rồi. Nó chạy là xe bánh chạy là có 2 chuyến hàng ngày là 2 chuyến à. À. 7h30 chạy chuyến 8 giờ, tối chạy chuyến rồi không. À. Giấy là giấy chứng sinh hả? Giấy khai sinh của mấy đứa nhỏ hả? À, cái này giấy khai sinh của anh mà đúng không? À, của chị mà đúng không? Chứng sinh, giấy khai sinh. À, chứng sinh hả? Chưa làm giấy khai sinh. À. Giấy chứng sinh. Ô, rách con, rách. Trứng sinh mà chưa làm giấy vệ sinh thôi đúng không? Sáng giờ cái đó là bị làm sao? Ôi, buồn nha. Là hai vợ chồng gì hả? Hay xin cơm hay xin gì? Cho 20.000 lẻ lấy không? Mình đang chia sẻ bên này nhưng mà cái chị này thì tới chị xin chứ không có tiền lẻ rồi. Có nhiều lấy nhiều ha. Cầm xem còn đồng nào không? Lấy được bao nhiêu rồi? Rồi hết tiền lẻ rồi. Mình đang chia sẻ về hoàn cảnh này nhưng mà chỉ hai vợ chồng tới để xin nhìn giống kiểu hai vợ chồng hết ta. Nhìn là lạ. Phức tạp quá đúng không anh? Anh thấy nó xô bồ phức tạp quá anh nhỉ? Nó là vậy. À. Thấy nhiều lúc mình không biết cái thật cái nào là thật cái nào giả đó, thiệt sự không phân biệt nổi. Tiền thì anh thấy không, điều gì đồng tiền thấy làm, tiền thì khó kiếm, đủ mọi mặt để làm. Dạ. Có nghĩa là vì tiền nhưng mà người ta làm nó có thể mọi thứ, làm đủ kiểu, xin hoặc là ví dụ như là người ta giả vờ hay là như thế nào đấy đúng không? Em bây giờ nhiều lúc cũng cứ xè em hỏi đấy chứ, lúc ắt tiền nó sang anh tới cứ thấy đi, em từ nó tới xanh mày muốn hướng nhà với Bình Chánh làm để bộ vậy tới không xin, cũng có người giúp có, thấy không? Giúp có kia kia ta đẩy em tới xăng đấy, xe xăng đúng á xăng mà giờ anh đẩy em tới xăng đâu có tiền đâu đổ thôi để em đi bộ về. Cũng có người chung ra nói rồi lên đẩy cho đổ xăng. Với là lúc trước là anh chị mướn nhà ở đâu? Xã Phong Phú. Xã Phong Phú hả? Phong Phú Bình Chánh hả? Chứ là chỗ cầu Nhị Đường đi sẵn xuống nữa đó. À rồi em biết rồi. Nhi Thiên Đường, cầu Nhi Thiên Đường đi xuống là nó gần đến Nguyễn Văn Linh chưa? Qua Nguyễn Linh. Qua Nguyễn Văn Linh chạy thẳng dưới kia luôn đúng không? Nó đường nó đi ra ngoài chỗ Long An. Long An. Nó là hay cả ba Trần Hữu Nghị á. Dạ. Nghị á. Nó có biết đường đó. Đường đấy nếu mà chạy thẳng là nó xuống đến Long An đấy đúng không? Nó nhảy vô tháng chị 7 à. À. Điện nước này nọ nó chạy ra 2 triệu à. Dạ dạ. Bây giờ anh như mấy tháng rồi đuối có 15 kg gạo có tiền bạc. Vậy là mấy tháng nay là do làm ăn không được rồi bắt đầu cho cấp thì buôn bán sạch hết rồi. Thậm chí với chứng minh cũng cầm. Chứng minh thư cũng cầm luôn đó hả? Chứng minh thư cầm được nhiêu anh? Cầm 400. 400 hả? Cầm này lấy tiền ăn nó cầm cự đúng không? Bây giờ. Chứ sao giờ cái đó giờ cầm lấy xây sở này nọ cho anh giờ như nào nó đục lại đúng không? Là giấy chứng minh thư cầm tùy thân cũng cầm luôn. Hai vợ chồng cầm cái là cầm mấy nhanh thôi. Hai cái. Cầm 2 cái luôn. Vậy là 2 cái được 800 đúng không? Giờ là chắc là ăn cũng hết tiền rồi. Ý là mình cầm để mình lấy cái để mình mua cơm mua nước mình ăn sống hàng ngày. Bữa sau về quê làm là có tiền là quay lại để chuộc. Cái đó thì cái đó rõ ràng anh. Giờ chứ bây giờ mới cái khó mình cứ xử lý cái khó trước đi. Vậy cái mạng tụi nhỏ giống như hơn cho anh. Dạ. Đúng không? Chứ dạo nãy giờ mình để cái đó về để tụi nó đói chết rồi sao? Dạ. Nghĩa là thấy con cái nó không có cơm nước ăn, không có sữa uống thì mình cũng nguội lòng đúng không? Xe cũng bán không? Giờ mấy tháng. Ủa bán xe rồi hả? Xe bán được nhiều anh? 2 triệu mấy. À. Bán cả xe cầm cả chứng minh thư. Đúng rồi. Kiếm dịch đó là mình bán xe, không? Bán là cầm được 2 tháng, 2 tháng. À, về tính là dịch là 4 tháng đúng không? Xong là chịu không nổi nữa, bán xe cầm cự được vài tháng nữa. Bây giờ anh như người ta có của ăn của để, người ta còn chưa chịu nổi hơn gì là mình. Dạ. Đúng không? Chứ mình làm cái gì? Dạ. Còn em nói sao không ghi gia đình nữa chứ không biết rồi. Thì dạ. Ai vậy con, giờ ai vậy? Bản thân anh vậy chứ còn em anh. Em dụ anh thấy rồi trên nó lang thang lết hết vậy á. Nếu anh biết được anh buồn. Dạ. Anh buồn đó. Không chi giờ mẹ em giờ gặp dưới quê nó khó khăn. Dạ. Thứ hai biết buồn mà bệnh nặng không. Dạ. Nhớ chị gì lên hóa rồi giờ tới tụi em ở nội là em mình chết luôn. Dạ. Tụi em phải mang tội ác nạn. À. Ý là sợ gia đình biết gia đình lo đúng không? À. Dạ. Đó, kiểu cố gắng cầm cự được bao lâu rồi cầm thôi đó. Chú Hiếu giờ xe nó đi rồi mình về. À, giờ còn đủ tiền để mua vé không? Em hỏi thiệt á. Không đủ tiền mua vé à? Giờ hai vợ chồng trong người còn được nhiêu? Trăm mấy hả? Trăm mấy sao đủ mua vé rồi, ăn uống mấy ngày tới thì sao? Thì về dán sao? Cố gắng đi hòn. Cái gì cũng từ từ. Chị ơi, bé bé qua đây em hỏi chuyện tí được không? Qua đây ngồi em gửi biếu cho mấy mẹ con ít tiền này. Có nghĩa là giờ không đủ tiền mua vé xe về nữa luôn. Ngồi trong đây em biếu cho Triệu mấy mẹ cả gia đình gọi là sống tạm qua ngày đi rồi còn dư để mua vé ha. Mình tính là mấy ngày nữa là mình về thôi đúng không? Khoảng bao lâu nữa là mình về? Đấy, có vé là anh về. Qua hỏi có 2-3 ngày à. À, có nghĩa là hỏi người ta đấy. Xe Quốc Trung hay chỗ Đêm Phong anh. À. Đêm Phong có đường mờ luôn. Trần Phú anh nè. Dạ. Vậy đó là chuyến tàu rồi nữa mà ra cách ly chứ. À. Vậy là vài ngày nữa là về nhưng mà giờ trong túi chỉ còn có trăm mấy. Ăn thì giờ đến tối là hết nó mất tiêu rồi. Không chứ tối thì không đổi đâu, tối thì không có cơm. À, gọi là tối là mình xin cơm đúng không? Ban ngày với ban ngày. À. Đó, bây giờ đi để em biếu cho gia đình mình 1 triệu ha. À, mua cơm ăn rồi còn dư để dành mua vài cái vé xe vài hôm nữa về ha. Dạ. Thế bây giờ cứ dạ dạ. Đó, bây giờ mình thay mặt anh Trung ở Tân Bình biếu cho gia đình anh chị 1 triệu các bạn để gọi là mua anh chị mua vé xe hay là mua cơm mua nước gì đó là để cho ố đưa cho mẹ con, đưa mẹ cầm đi. À, mẹ cầm lại đây đây. Đây. Yeah. À, bye bye con ha. Thôi bây giờ em cũng xin phép nha. Dạ dạ. Thế bây giờ mình thay mặt anh Trung Tân Bình các bạn biếu cho gia đình anh chị 1 triệu. Để anh chị gọi là giống kiểu là có tiền ăn uống trong vòng một vài ngày á. Rồi bắt đầu là để có tiền mua vé xe về các bạn. Thôi bây giờ mình cũng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.